Hey guys, welcome back to my channel Stats Critical. Green Mage Monster. Okay, let's go. Please like, share, and subscribe for me. Let's go. Sau đó các bạn sẽ nhập vào lock những chú vịt được vào đây. Let's go. Tổng tất cả là 4 chú vịt. Khi đó thì các bạn vẫn mở cánh cửa đây ra. Và chiếc tàu sẽ hoạt động. Còn chú nữa đâu rồi? Đây rồi. Let's go. From Remus. Okay, let's go. Và tiếp tục vào. Look over there, it seems to be the drone remote that you dropped. Đó là các bạn sẽ phải đi tìm những mũi kim tiêu. Please find 4 syringes for me in the hospital rooms and avoid dark areas. Tìm 4 chiếc. Want. Two. Three. Four. Yeah, you have collected enough syringes. Take them to Dr. Fluffy Pan. Và sau đó thì sẽ đưa cho anh chàng này. Ok. Tiếp đó thì các bạn sẽ chế những mũi tiêm. Và anh chàng nào ở màu nào thì các bạn sẽ tiêm anh chàng đó. Và khi tiêm xong thì các bạn sẽ phải điều chỉnh cái này. Làm sao nó hợp với màu. Nếu không thì quái thú sẽ tức giận và sẽ lao vào cắn các bạn này. Màu tím này. Please go find the patient named Jester.
He suffers from schizophrenia. This is his room key card. Một tấm thẻ để các bạn sẽ tiếp tục tiến sâu tiếp trong tựa game này. Wow. Thì các bạn sẽ mở cái cửa đây rồi. Ok. Tiếp theo đó là gì? Đó là các bạn sẽ làm nhiệm vụ tại game này. Các bạn sẽ phải đọc chữ ở dưới và sau đó thì sẽ chọn khuôn mặt sao cho đúng với chữ ở dưới. Và khi đúng thì nó sẽ phát lửa ở trên trên cao này. Đó, ok, đấy là chuẩn xác. Kiss. Ok, let's go. Sleep. Mình sẽ tiến sâu vào trong đường ống này. Ở đây thì hiện tại tựa game này chỉ đến được điểm đến đây, đó là kết thúc, bởi vì tựa game chưa update thêm. Thì ở đây các bạn sẽ phải dùng chiếc rìu, sau đó thì phá vỡ những tấm kính này ra. Bình thường thì theo mình nghĩ thì chiếc chìa khóa này dùng để mở cái cánh cửa ở đây ra này. Nhưng mà hiện tại thì tựa game đang dừng ở đây thôi và kết thúc. Đó, cho nên các bạn sẽ phải đợi chờ đợi bản update tới trong tựa game này. Ok. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Poppy Playtime Chapter 1. Việc đầu tiên đó là các bạn sẽ mở cánh cửa đây ra. Sau đó thì sẽ cho đoạn băng vào. Và khi chặn hết đoạn băng thì các bạn sẽ lấy được cánh tay Blue. Trước khi chờ đợi thì mình sẽ đi xung quanh để xem cái gì không. Đây là nơi để các bạn mở cửa và tiến sâu vào. My name is Leigh Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Joint Venture. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Chiếc chìa khóa mà Bobby gấu bông đang cầm. Và đây là chiếc chìa khóa để các bạn mở cánh cửa đi ra. Power, đó là nguồn điện. Nguồn điện này chưa hoạt động.
Sau đó các bạn sẽ phải nối nguồn điện, và khi đó thì các bạn mới mở được cái cửa ở bên kia ra ngoài. Các bạn sẽ phải nối nguồn điện mà. Ok. Khi đó thì đường điện ở đây mới có và các bạn sẽ mở ra. Rồi vào cái sổ bên trong. Page 2. Gì đây? Treo lên trên nào. Lên trên cầu thang rồi. Nhiệm vụ ở đây là gì? Nhiệm vụ ở đây đó là các bạn sẽ đi lấy 4 cố pin. Sau đó thì sẽ lắp vào đây. Và mình đã tìm được cố pin đầu tiên. Cố pin thứ hai. Cố pin thứ ba. Cố pin thứ tư nó nằm đâu đây? Cố pin thứ tư. Ok, let's go. Rồi vào bây giờ mình sẽ lắp 3 cố pin này còn lại. Để khi đó thì cỗ máy sẽ hoạt động và các bạn sẽ lấy được cánh tay màu đỏ. Cỗ máy đang hoạt động ở đây. Cỗ máy đang gắp cánh tay. Ok. Quay lại lấy cánh tay nào. Rồi, let's go. Wow. Nhiệm vụ tiếp theo đó là các bạn sẽ nối đường điện để cỗ máy ở đây hoạt động. Và cánh cửa này sẽ mở ra. Ok. Các bạn không cần di chuyển thì cỗ máy sẽ hoạt động nha. Còn nếu mà các bạn di chuyển thì nó vẫn thế thôi, cũng chẳng nhanh hơn tí nào cả. Thì cỗ máy nó hoạt động thì nó sẽ tạo cái đường ray. Đường ray này sẽ chạy và các bạn sẽ đi ra ngoài. Chưa xuống nào. Ok. Tiếp tục nối nguồn điện tiếp. Các bạn sẽ nối vào hai cái cột này. 1, 2. Và sau đó thì sẽ đưa điện vào đây. Khi đó thì cỗ máy ở đây sẽ hoạt động. Sau đó thì nó sẽ sản xuất ra một chú gấu bông. Và khi có chú gấu bông đó thì các bạn sẽ mở được cánh cửa ở đây ra. Và trong này sẽ chỉ nhận được con gấu bông. Và khi các bạn mở được cánh cửa ở đây ra, các bạn sẽ thấy được copy của chúng ta sẽ xuất hiện. Do đó các bạn sẽ phải tìm cách chạy trốn thoát khỏi mobi và tìm cách để tiêu diệt mobi này. Đây là nơi giam giữ của mobi. Nên bật đoạn màn nào. Ok. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. Factory? Các bạn sẽ đứng đây để đợi gấu bông ra. Khi đó thì các bạn sẽ cầm chú gấu bông này ra kia, đạp vào. Đó là chìa khóa để mở cánh cửa ra. Okay, so. Human bodies just can't stay young forever. There's things though, like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people who ever live are still younger than those.
I guess everyone is always young. Right? Yeah. Well, whoa. Wow, ở đây khá rộng luôn. Trên cao khá cao. Ở dưới này thì mình sẽ nhìn ở dưới xem như thế nào. Khá là cao luôn. Và mình chưa xuống dưới đây bao giờ. Hay là cũng như chưa lên trên cao này bao giờ. Nhưng là một nơi khá là cao và rộng. Kết thúc phần 1 đó là các bạn sẽ mở được cánh cửa cứu thoát Bobby Baby. Có như kiểu là một chị cô gái búp bê. Khá là xinh đẹp. Và các bạn sẽ giải cứu cô ta thoát khỏi chiếc lồng kính này. Ok. Và đó là kết thúc tựa game này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 3. Bandmonster. Và Bandmonster này có khá là nhiều chapter các bạn nhé. Và mỗi một tựa game sẽ có một chapter riêng. Các bạn có thể yêu thích và phá đảo chapter nào đó thì tùy các bạn. Mình sẽ vào lại xem nào. Cái này thì nó làm giống như kiểu Garten Bamba. Và các bạn mong tên này thì nó miễn phí. Và không như Garten Bamba. Khi các bạn chơi chapter 2, 3, 4 thì đều các bạn phải mua. Nhưng mà Garten Bamba thì chế độ đó chơi trên máy tính sẽ là ngọt ngào và hợp lý hơn là các bạn chơi trên iPad hay là Android. Thì đó chủ yếu cho máy tính thôi. This place needs to be cleaned. Nếu iPad, Android thì các bạn sẽ di chuyển khá là khó khăn. Okay, let's go. First class. Cleaned it up, didn't I? Lấy được tấm thẻ và tấm thẻ này các bạn sẽ đi tiếp sang đường bên kia. Tấm thẻ này để các bạn sẽ đi bằng con đường di chuyển. Giống như là một cỗ máy để các bạn di chuyển từ bên này sang bên kia. Need drone to use elevator. Đây không? Di chuyển cái này. There's something inside and this glass is fragile. Sau đó thì các bạn sẽ lấy tấm thẻ. Wow, xuất hiện một con quái vật. Và trong đây là một quái vật bạch tuộc. Đó là một trong những con thú của Garten Bamba.
my god, this isn't a living creature, is it? Khá to. Con quái thú này nếu mà nó tiêu diệt các bạn thì khá đơn giản. Chỉ cần một cái xúc tu này thôi. Đập vào là các bạn sẽ hy sinh ngay. Bởi vì nó rất là khổng lồ luôn. Và nơi nó đang ở đây cũng khá là to, rộng. This place is so empty. There must be something useful. Và các bạn sẽ sử dụng cái này. You've had a rough day. Leave this place while you still can. Erase it from your memory. Move on and forget any of this ever happened. And I promise you, tomorrow will be a better day. Và đó là hết phần 1 của băng mà thôi. Các bạn có thể chơi tiếp phần 2 hay phần 3, phần 4 tùy ý trong tập này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Chapter 2, chapter 3 này vẫn chưa mở được rồi. Tựa game này thì theo mình thấy tựa game này như kiểu bị lỗi. Bởi vì các bạn đã không sử dụng được cái để các bạn có thể điều khiển. Và cái đó điều khiển thì nó mới mở được cánh cửa ra. Còn đó thì các bạn lại không điều khiển được. Đây, mình sẽ đi cho các bạn xem. Và đây thì sẽ luôn luôn có quái thú nghe các bạn. Ở xung quanh đây cũng không có gì để các bạn có thể làm được. Không có cái gì để các bạn có thể nhập. Và luôn luôn sau cái quái thú đi theo sau. Muốn mở cánh cửa này ra thì các bạn sẽ phải dùng một cái để điều khiển ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ đặt con này vào đây. Và từ đó các bạn sẽ nhảy và sẽ sang ở bên ngoài. Nhưng hiện tại thì theo tựa game này, theo mình biết thì tựa game này đang bị lỗi. Và khi các bạn đặt xuống đây này, các bạn đi ra cái nào của nó đi ra theo. Cho nên không tài nào các bạn có thể mở được cánh cửa này ra. Đó, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 5. Finger here, gift up. The last one can start play. Where are you, little battery? Ở đây là gì? Đây là các bạn sẽ phải tìm cách để các bạn sẽ phải vào trong ngôi nhà kia. Thì đầu tiên, các bạn sẽ phải chuyển sang một cỗ máy. Và các bạn sẽ điều khiển và ấn vào đây. Làm theo nhiệm vụ đó là các bạn sẽ đi này và ở đây sẽ bật bông để các bạn tiến lên trên này. Ok, let's go. Sau đó tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo. Fins are here, Victor. Tiếp đó các bạn sẽ nhảy và nhảy, nhảy và nhảy. Wow, đã thành công. Nhảy lên, let's go. Oh my gosh, wow wow wow. Oh my gosh, rơi luôn xuống sâu luôn. Wow,
Rồi, tôi kêu tiếp theo. Các bạn sẽ phải bẻ khóa từng tựa game một trong tựa game Ben Ben Monster. Rồi, và tiếp tục tựa game này nào. Trong đây là những tựa game mà các bạn trẻ khá là yêu thích nhá. Trên các bạn có thể download và chơi cùng với mình, cũng như là download và bẻ khóa để các bạn có cảm giác thích thú và vui sướng. Ở đây thì mình sẽ phải đi tìm hai cú bi. Ở đây thì các bạn sẽ chỉ nhặt từ món đồ một, sau đó thì sẽ cho vào trong kia. Và các bạn lại đi tiếp tục nhặt tiếp, chứ các bạn không thể nào có thể nhặt hai món liền. Từng món một. Đó, ok. Chỉ có từng món một thôi mới thành công được. Chứ ở đây thì trong tựa game này thì không cho các bạn nhặt nhiều món một trong cùng một lúc. Quả táo này. Sáu trên bảy rồi, và còn một món đồ nữa thôi. Đây rồi, một cây lấm khá là to. Đã có tấm thẻ để các bạn sẽ tiến sâu vào. Ở trong tựa game này thì làm cũng khá là giống tựa game Remix Monster nhá, khá là giống nhau. Thì tựa game này cũng làm nhiệm vụ tương tự như thế, và các bạn sẽ tiến sâu vào bên trong. Còn một chú nữa. Đây rồi. Sau đó tiếp tục các bạn sẽ lên trên con tàu này và đi. Và nhiệm vụ tựa game này cũng khá là giống tựa game Remix Monster. Đó là các bạn sẽ phải làm những điều như vậy. Điều tựa game này thì làm sẽ lâu hơn bình thường, sẽ không như được Remix Monster. Ok, các bạn khóa đảo Remix Monster thì cũng như là khóa đảo tựa game này thôi. Rồi, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Poppy Playtime Chapter 3 Deep Sleep. Rồi, các bạn sẽ đi theo hướng dẫn. Đó là một cái màu xanh đang ở dưới chân đây. Và sau đó thì các bạn sẽ bám vào đây. Sau đó thì sẽ di chuyển vào tay ra. Và nhiệm vụ đầu tiên, các bạn sẽ phải ghi nhớ 1 này, 5, 2, 3. Sau đó đấy, thì các bạn đã có một chú thỏ. Nhưng mà chú thỏ này cũng khá là kinh dị. Mà mình không biết có phải chú thỏ hay không, hay là Poppy. Đó là Poppy như kiểu là bức ảnh ở ngoài trong tựa game này. Và tiếp theo, các bạn sẽ phải lắp ráp một con tàu. Ok, để cho rồi. Rồi, và lắp từng đoàn tàu một.
Chúng ta tạo một. Ok. Khi đổ thì các bạn sẽ lại lấy được số bộ bi này tiếp. Và đọc vào đây. Trèo lên. Nếu các bạn để một lúc đâu thì bộ bi ở kia sẽ phá hủy cánh cửa kia. Và sau đó sẽ bạn lao vào và tiêu diệt các bạn. Cho nên các bạn phải nhanh chóng hơn một chút. Còn không thì sẽ bị bộ bi bắt và tiêu diệt. Sau đó các bạn làm trở lại được đâu. Rồi ok, và tiếp tục các bạn sẽ mở tiếp ở đây. Nhảy xuống đây nào, let's go. Rồi, bánh răng lại xuống dưới và sau đó thì sẽ nối đường điện. Các bạn mà thả tay ra thì nó sẽ không quay nữa, cho nên các bạn phải nối khi nào mà nó đi chạy hết. Đó, tạo tiếng động, và khi đó thì cánh cửa đây đã mở ra. Đó thì bám lên và leo lên nào. Số ok. Bắt đầu tiến sâu bên trong. Bật công tắc ở đây. Và con đường này di chuyển. Khi mình di chuyển đến mục đích, đến con đường bạn muốn đi thì nó sẽ mở cái cửa ra. Cái cửa đầu tiên mà mình chưa biết cái cửa kia mở ra hay như nào, chỉ biết cái cửa này mở ra và tiếp tục các bạn sẽ đi sâu bên trong. Và đây là hướng dẫn tiếp theo. Rồi các bạn sẽ phải đợi. Ok, đi sâu vào, làm nhiệm vụ từ cái này. Đây là những tin đa riêng, các bạn mà chạm vào thì các bạn sẽ hy sinh ngay. Tiếp đó thì đặt chú Bobby sang bên kia. Wow, cánh tay khá là dài. Và bay là ok. Sau đó thì các bạn sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Hiện tại thì tựa game đang đến đây và kết thúc. Đó, cho nên các bạn sẽ cũng phải đợi tựa game này update tiếp và các bạn sẽ tiến sâu bên trong. Ok. Rồi và bây giờ mình sẽ sang tựa game thứ 8. Ping Monster. Anh chàng monster này khá là to, có thể đi ngang và cánh cửa to luôn. A remote controller and a drone. Can I use it? No batteries. I should find them to use the drone. Find the battery. Đó là các bạn sẽ đi tìm hai cố bin để các bạn sử dụng được. I should be able to break the glass with a crowbar or something. A crowbar. I should be able to break the glass now. Now I can use the drone. Let's try using it on the button above the locked door. Rồi sau đó thì ra gì? Hey, you, look to the right. I'm trapped here. Can you use your drone to break the glass? Ở đây các bạn sẽ bấm cửa cho anh chàng monster đến ngoài. Rồi. Điều khiển cái này, phá vỡ tấm kính. Use your drone and break the window to get in the room. Sau đó thì sẽ điều khiển để mở cánh cửa ra. Ok, ok. Anh chàng nó ra ngoài rồi. It's open. Thanks, stranger. Darn Jester and Sheriff locked me here. Lucky you showed up and freed me. I know you're here to look for your child. Follow me, and I'll help you find the kid. Let's get to the office room first. There's something in the safe that I need.
but it seems the lights are removed. Can you find the light bulbs? I need 5 of them in total. That's a light bulb. 4 more to go. 2. You found half of them. Keep looking. 4. Và còn một món trên này nữa. Finally, got all the bulbs. Excellent. Now place the bulbs in the safe. You got the colors wrong. Try rotating the bulbs to their right place. Use the rotate button to spin the lights. Đỏ trên này, sau đó lên tím này. Tím xong đến xanh. Ok. Well done, stranger. The safe is open. Listen, I need that key for some important business. Give me the key, and I'll give you this key card I just found. Nhưng hiện tại thì cánh cửa này chưa mở ra được. Mình không biết lý do vì sao, hay là tự nhiên là bị lỗi gì đó chẳng hạn. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. D'accord. Đi rồi. Đó. Và có những chapter các bạn có thể tiếp tục tiến sâu vào chapter 3, chapter 4 và chapter 5. Đó. Cứ như thế các bạn sẽ tiến sâu trong tựa game này. Ok. Rồi, và mình sẽ vào tựa game tiếp theo. Tựa game gì đây? Wow, một tựa game này cũng khá là khó các bạn nhé. Các bạn sẽ giải đố, giải mã trong tựa game này. Cũng khá là khó luôn. Và mình sẽ giải đấu tựa game này nào. Ok, let's go. In this toy, you have to put the blocks in their correct positions. Các bạn sẽ đi mình đặt hết một món đồ. Sau đó thì các bạn sẽ xoay làm sao? Xoay để nó hợp với cái kia. Vịt này, vịt đầu tiên. Xe này. Yeah.
my gosh, wow. Tại vì khi các bạn mở nó ra thì cánh cửa tất cả sẽ mở ra hết. Và các bạn đã mở nhầm ngay vào một con quái thú rốt bên trong đó. Wow. Ok, vào tự game gì đây? Xem được game này có khó không nào? Skip. Cầm món đồ này. Hey, can you help us out of here? Everyone broke the door to escape as the incident happened, but NL1 helped us. There's a ladder at the vent. You can use it to get into this room. Trước khi đi thì các bạn sẽ nhập luôn vào những cánh cửa, sau đó thì các bạn nhập hết món đồ. 5 tím 4 đỏ. Và đây là màu gì? 2 xanh. 2 xanh lá. Và đây là 1 ở đâu? Xanh ra trời, ba màu vàng, rồi và mình sẽ điều khiển cái này. Sau đó thì sẽ trèo lên đây. Chiếc búa nào. Ok, let's go. We have the key card, but it's in the cabinet and electricity is required to activate the locking system. Connect these electrical wires in the correct place, appropriately according to the picture in this wall. I remember each room has one same picture but different in number and color. And the power on button is located in the middle room, the biggest room. You need to press it after successful wiring. Và đỏ. Và cuối cùng là tím. Ồ, mình ấn lên đây cái là tự nhiên mình không đi được luôn. À, đây rồi. Sau đó thì các bạn sẽ chạm vào đây. We were born in a laboratory. There are many sample like us, but only the two of us can speak. And nightmare also came from that time. We were trapped. Continually were blood pulling by people in white shirt for testing. And my poor eggs were also been taken away. I need to find them before we escape from here, my kids. Sẽ phải đi nhặt những món đồ. Không biết còn gì nữa không?
This door needs to be rotate both at the same time or at least both side open completely. Don't remove your hands or it will return to the before. IT will take a lot of time. Oh god, my kids are still there. Those golden eggs. You can jump on us to get there. Help me bring them back, please. Gì đây? Trứng chim. Chào đây. Maybe less. Chim này đi theo mình này. À. Sau đó thì làm sao? Nhiều đây. Impossible. Let it for Tarda. Follow me now. Starting up. Có một cánh cửa đã mở ra. Đi ra sân nào. Kính xịn luôn. Ok. Vào tiếp theo. Poppy play thăm chữ. Listen. I'm going to need you to trust me. Wow. Cái này có vẻ nói bảo Bobby. Phần 2 từ cái này thì Bobby tưởng giúp được các bạn nhưng cuối cùng thì Bobby lại bị Mommy bắt. Và lúc này các bạn lại phải cứu Bobby một lần nữa. Đó là các bạn sẽ phải làm nhiệm vụ mà Mommy đề ra. Và sau đó thì sẽ tìm cách để tiêu diệt Mommy. Và Mommy thì tiêu diệt khó hơn là Bobby kia nhé. Chapter 1 thì nó sẽ dễ hơn và Chapter 2 này thì sẽ khó hơn rất là nhiều hơn. Nhiệm vụ nối tiếp nhiệm vụ khó luôn. Ok, tiếp tục cánh cửa đây mình sẽ tiến sâu vào và ở đây các bạn sẽ bị mất cánh tay màu đỏ và về sau các bạn sẽ thấy cánh tay màu xanh lá cây vì đây Mommy đã tịch thu cánh tay màu đỏ các bạn và ta đây và đang bắt cóc Bobby. Wow. Mommy heard that Miss Poppy was going to just give you the train code to escape. Now, how is that fun? Instead, why don't we make a game out of it? The game station is still working. It will be just like old times. And if you win all three games, I'll give you the train code. Mommy loves that idea, Poppy. You're going to have so much fun. Head to musical memory and mommy will get things started. Obey the rules, or I'll tear you apart. And each your insides. Then you will know what to do. And eat your insides while you're still alive. You are. Follow Mommy Longlegs down the stairs and we'll start by playing musical memory. See you in a bit. I know when your birthday is. June 28th. Tiếp đó thì các bạn sẽ xuống thế này.
Đó là số cùng. Để có gì thì các bạn sẽ nhảy lên được. Xanh. Sau đó thì các bạn sẽ sử dụng cái tem màu xanh đó để mở cánh cửa tiếp theo. Rồi rồi, oh my god. Quá là tối luôn. Các bạn sẽ tiếp tục. Đây là lấy đường điện này. Đó, chuyển vào đây. Đó thì cánh cửa sẽ mở ra. Đó, sẽ leo lên trên này. Ờ, đấy. Rồi tiếp tục các bạn sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Trong từ cái này nhá. Ra đây.